sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp tại hội nghị này một số tập đoàn doanh nghiệp trên cả nước đã nêu rõ các tồn tại khó khăn đề xuất cơ giới chính sách trong phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường phát triển khoa học công nghệ số công nghệ sinh học tiếp tục hạ giá thành giảm chi phí sản xuất xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết bốn nhà, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ dân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến nông sản đến năm 2030, nghị định về chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Nhân chuyến làm việc tại Đồng Tháp, chiều qua, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Vũ đã đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thủy, người có công, thương binh Nguyễn Văn Đô và bà Phan Thị Trắng, mẹ liệt sĩ. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình kinh tế của các gia đình và bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh mất mát, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo động viên con cháu học tập, cống hiến sức mình, xây dựng địa phương, đất nước giàu mạnh. Chiều nay, Quỹ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương DDCI và chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng năm 2019. Mặc dù là năm đầu tiên thực hiện đánh giá DDCI trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, kết quả khảo sát đánh giá cho thấy cảm nhận tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với các sở ban ngành thuộc tỉnh Đứng đầu bảng xếp hạng các sở ban ngành là công an tỉnh với 74,34 điểm, nhóm rất tốt. Kế đến là cục thuế tỉnh, sở kế hoạch và đầu tư với điểm số lần lượt là 72,83 và 72,78, nhóm tốt. Đối với 12 quyền thị xã thành phố, dẫn đầu là thành phố Sa Đéc với 65,96 điểm, vị trí tiếp theo là huyện Lai Dung với 65,76 điểm. Về chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Sở Y tế đã vượt lên vị trí dẫn đầu, bảng xếp hạng với 88,39 điểm. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ đã dâng lên chính hạng để đứng vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng. Hôm qua, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp, đại diện 4 công ty nghiệp đoàn của Nhật Bản đến phỏng vấn trực tiếp. 120 học viên có nhu cầu tham gia làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới lao động được tuyển dụng trong đợt này sẽ làm việc trong lĩnh vực chế biến đóng gói thực phẩm trang trí nội thất làm việc tại sân bay tại buổi gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng phỏng vấn đánh giá về tác phong thái độ và một số kỹ năng sống của học viên các học viên sau khi trúng tuyển sẽ tiếp tục học về ngôn ngữ văn hóa nhật bản trước khi xuất cảnh Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 967,6 tỷ đồng từ nguồn dược thu ngân sách trung ương năm 2019 để triển khai thực hiện các dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh. Đó là các dự án xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền, khu vực phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự; xử lý sạt lở cấp bách sông Tiền, khu vực xã Bình Thàng Trung, huyện Cao Lãnh. Bên cạnh đó, đầu tư 6 cụm tuyến dân cư để di dời dân khẩn cấp dùng sạt lở nhà máy nước mặt Bình Phú, xã Bình Phú và xã Tân Hồ Cơ, huyện Tân Hồng. Trong tuần tới, lãnh đạo tỉnh tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2020, dự trao giấy chứng nhận đủ thời gian cách ly y tế tập trung, khảo sát hiện trạng liên quan đến khu đất, vườn quốc gia Tràm Chim, làm việc với một số công ty có vốn nhà nước dân dân.